Vâng, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Đạt Đường. Đầu xuân năm mới thì Đạt Đường đi vãn canh chùa. Cầu mong cho một năm mới đến với gia đình của Đạt Đường cũng như khán giả đang yêu mến của kênh của Đạt Đường có một sức khỏe trong một năm mới và gia đình an khang thịnh vượng. Như vậy là Đạt Đường đã có mặt ở thị xã Lạng Sơn rồi các bác ạ. Và bây giờ Đạt Đường xin mời các bác cùng xem một số những thước phim đẹp về những cảnh của đền Kỳ Cùng và những điểm check-in nổi tiếng ngày xuân ở thị xã Lạng Sơn này nhé. Rất tuyệt vời các bác ạ. Đạt Đường cũng đã đến với đất Lạng Sơn một vài lần, nhưng đó chỉ là công việc. Nhưng lần này là đến tham quan và du lịch. Ở trong video này thì Đạt Đường sẽ không thuyết minh về lịch sử, các di tích và trang nam thắng cảnh ở tỉnh Lạng Sơn, mà sẽ đem đến cho các bác những cảnh quay đẹp về các điểm tham quan, du lịch và những điểm check-in nổi tiếng của tỉnh Lạng Sơn. Và bây giờ thì Đạt Đường xin mời các bác chúng ta cùng đến với điểm tham quan đầu tiên, đó là chùa thờ Phật Thích Ca. À, đây là một cái điểm để khách du lịch check in các bác ạ. À, trên đó họ đến đây chụp ảnh và lưu lại những kỷ niệm rất chi là nhiều, rất đẹp. Bây giờ thì Đạt Đường xin mời các bác cùng tham quan động Tam Thanh. Rất chỉ là động. Rất nhiều khách Trung Quốc xem đây các bác ạ. Ô
đã lên đến trời. Đấy, hết đường cổng trời nó lên đến trời các bác ạ. Cổng trời thì hết cổng trời chắc là lên đến trời đấy. Bộ môn leo núi tiêu mỡ của những ngày Tết đây. Ôi. Cái cui đầm đây. Có gì? Làng Tô Thị gì anh? Chưa, đâu đây đâu có làng Tô Thị. Làng Tô Thị ở chỗ khác. Ôi trong này đẹp lắm. Có lên cổng trời. Có cổng trời lên trên trời. Cổng trời em lên rồi thế bảo là. Thế thì hết rồi. Sao mà làng Tô Thị? Tô Thị ở đâu? Chương trình lầu đây rồi. Lầu không có làng Tô Thị. Lầu không có làng Tô Thị. Chương trình nhìn leo núi đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người rất nhiều. À, vui toa các bác ạ. À, gặp một đoàn khách ở Phú Thọ họ cho quay phim và chụp ảnh. Mệt phết đi các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta cùng tham quan điểm thứ tư, đó là động Nhị Thanh. Động Nhị Thanh này được Ngô Tỷ Thí phát hiện ra năm 1777 khi ông còn làm quan đốc trấn nơi xứ Lạng này. Và trên động Nhị Thanh đó là chùa Tam Giáo. Chùa Tam Giáo thì thờ Khổng Tử, Lão Tử và Thích Ca. Và các bác có thể nhìn thấy là trên các vách đá vẫn còn lưu lại rất nhiều những bút tích của các danh nhân thi sĩ đến đây. Như vậy là Lạc Đường vừa giới thiệu xong đến với các bác một số những hình ảnh về chùa Tam Giáo ở trên động Nhị Thanh. Và bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục khám phá động Nhị Thanh. Động Nhị Thanh có chiều dài khoảng 500m và được mệnh danh đệ nhất động xứ Lạng. Đẹp lắm các bạn ạ. Thank you.
Ui, bệnh đá các bạn. Ui, trong động. Ui, động quá rộng luôn. Rất rộng luôn. Cấm sờ vào hiện vật. Đây là cái gì ta? Đây như một cái sân khấu các bạn. Ui, quá đẹp luôn. À, các khách du lịch vừa bàn tán ở cái măng đá này là rất giống hình hài một người. Cái hình này này. Các cái hình thì rất giống một người đang cầm tích trượng và một cái bị gọi là tay lái á, đựng các thứ kinh. Và toàn bộ một cái khung hình này là rất nhiều những hình hài, muôn hình vạn trạng để mọi người tưởng tượng ra. Đó. Bác có thể thấy là rất chi là đẹp. Bổ thọc không sờ vào hiện vật. Hay đấy. Đẹp. Đẹp các bạn. Đẹp lắm. Còn làm đường nghe thấy có tiếng cá dưới suối các bạn ạ. Khi nào mình gặp rồng đúng không ta? Có rình rạch xem không biết có cá không. Ôi dồi ôi. Ui nước trong veo này. Đó là tất cả những măng đá đó. Đấy. Thôi cùng rồi đi về. Quay lại. Quay lại. Hết rồi, đừng kêu khóa cửa, không cho qua đâu. Khóa rồi, không ra được. Ánh kim sa cực đẹp luôn. Hàng triệu năm ấy mới được những cái măng đá như vậy. Đó đây, lúc nãy là rất nhiều như du khách chụp ảnh cái này này. Nếu khi mà mình zoom trên điện thoại thì cái này nó như là một vị Phật này. Đấy. Đấy. Nhìn giống hệt người. Đấy, nếu mà zoom lên điện thoại giống hệt đấy, nhìn giống hệt người luôn. Như vậy là Lạc Đường đã vừa giới thiệu các bác về một số những cảnh đẹp của động Nhị Thanh. Rất tuyệt vời các bác ạ.